Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một quyết định rất là kinh khủng muốn gửi đến các bạn. Đó chính là mình đã quyết định xem tập phim ngày hôm nay và tăng speed lên 1.25. Yeah, mình biết quyết định đó thực sự là một cái quyết định khá là đường đột, nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Và hãy nhớ rằng đạo diễn của bộ phim này là người có lỗi, chứ mình không hề có lỗi. Oh my god, tức là mình thực sự ý, cái quyết định này không phải là nói chung là mình không phải là người nghĩ ra cái và mình được cái một người tư vấn bằng chứng đây. Chứ còn mình ấy thì mình là một con người khá là đơn giản ấy và ngây thơ, chứ mình không bao giờ có thể nghĩ ra được một cái chiêu trò nó như vậy. Ok. Mình ngây thơ lắm em luôn ý. Kiểu như là mọi người đặt mình ở đâu thì mình sẽ ngồi ở đấy ấy. Đó là sự thật. Nếu mà mọi người kêu mình là kiểu Long ơi đằng kia một đồng phân kìa, ra ngồi đi, thì mình sẽ kiểu cảm ơn các bạn đã chọn mình. Các bạn ơi, mình là người được chọn để làm nhiệm vụ này. Oh my god. Tập trước là anh chị có một chút xung đột nhẹ thì tập này nó sẽ có giải quyết. Và tiếp đến là anh ý chị ý sẽ về quê chơi. Ok, cảm giác là sẽ kiểu cháy. Hy vọng vậy. Ok, let's go. ทำไมแม่จะมองไม่ออกว่าลูกชายแม่คิดยังไงกับเด็กคนนั้น Oh my god. แม่คิดว่าเองต้องการเวลา Oh my god. Ôi mẹ, tức là Oh my god. Anh chị biết chuyện rồi. เวลาเท่านั้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนอ show kết quả trước cho mình ha. ไม่เคยถามความต้องการของเอกเลย Just tell him the truth How do you feel Just Oh my say god. it นี่แหละชี้สร้างแฉ่งเลยแต่ผมกลัวถ้าลูกกลัวลูกก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อไปคุยกับต้นไม้ใบหญ้า What? Talk to the trees? Nói chuyện với cái cây là như sao? Oh my god. Nói chuyện với cái... Hay là cái trees là họ hàng cây ra phải? Trees, nói chuyện với cái... Oh my god, nói chuyện với cái cây là cái gì? Các bạn, nói chuyện với cái cây là sao? Cái nhà này bị điên à? Hay kiểu như là ở đằng xa xa nhất của phía nam cuối rừng quốc phương có một cái cây thần kỳ và nó biết tất cả mọi thứ trên. Oh my god, xong rồi nhà chị mới chặt cái cây đấy mang về. Right? Chắc vậy các bạn ạ. Chắc là kiểu việc mở cái phòng triển lãm này cũng đã có sự tư vấn của cái cây đấy. Con phải nhớ khai trương phòng triển lãm vào 2 giờ chiều ngày. À quên mất. Con trai con làm ở đây nhé. Ta đi đây. Cut. Oh my dearest son, finally ลูกรักของแม่ก็มาถึงสักทีคิดถึงแม่นะครับแม่น่ะสู้ล้นดีฮะแม่โซนที่ไหนครับแม่คุณพ่ออยู่ทั้งคน Oh my god chị hay nhà chị kiểu đan xen tiếng Anh tiếng Thảo không hay cả. Các bạn biết không, cái người mà hay kiểu đan xen hai tiếng nó kiểu như là cảm giác rất là kiểu classy, kiểu rất là đẳng cấp ấy. Rất là thanh lịch và đẳng cấp luôn. So, hôm nay I'm so happy. Mình rất là love Việt Nam. Oh my god. Đùa thôi chứ thực sự là kiểu như là tăng speed lên 1.25 ấy, kiểu như là cảm giác nó kiểu hay hơn sao ấy, kiểu พ่อของลูกน่ะวันวันเอมาัแนต่ดูอ่านหนังนอสเคืยอแล้วก็นิวลูทก้กอ็งแห่งทดี่งใหต้้นโรไมบอ้ทเหมือนตีเนี่ยเกี่ยวไม่ค่อยจสับนเทใจแม่เลยผมมีคนอยากแนะนำให้รู้จักครับนี่น้องเอกครับผู้ช่วยผมสวัสดีครับแม่โอ้ยก็รู้ละดแีม่ใจไม่เสอียงอ่าคิวเนี่ยนะเออท้ายเราให้คิวให้กอดละแม่ล้วนนี่คิวทันทีจัง Hi mom โอ้ว้าวโอเคเลยแม่ชอบแม่พอใจแม่ครับแม่ làm như là mẹ sắp ăn đi. Dạ, món này là của con của mẹ ạ. ตามสบายนะเดี๋ยวแม่ไปทักทาย old friends ก่อน Have fun Have fun. Ôi, mình tưởng là chị định nói là have sex. Hai bé này đẹp đôi vãi. ยังไงได้มาทำงานศิลปะครั้งแรกผมก็พอเข้าใจในสิ่งที่คนว่าพยายามจะสื่อสารครับดึงกูดับเธอเนี่ยสุดลำเปิดพื้นที่ให้เราได้เข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเออเลยก็เหมือนกับการทำอาหารนั่นแหละ cái gì mẹ anh ưa cũng
nó giống như trong đồ ăn. Oh my god. Giảm nó xuống. Oh my, cái chị cái đó mà nó không phải cái gì nó cũng có thể nói đến đâu ạ. Chúng ta đời sống có 1 tỷ các chuyện khác nữa ưa, nói chung là kiểu như là ví dụ như bà Ngân hàng xóm chết cũng ưa, cũng kiểu giống như trong nấu ăn vậy. Khi chúng ta cho bà chuột vào canh rồi cho bà Ngân ăn thì bà ấy sẽ Dạng ภาพ นี้ นะคะ คลี่ คลาย มา จาก ภาพ อาหาร ที่ อยู่ ใน จาน อาหาร mà นะ thấy คะ kiểu như là kiểu cà chua gì gì rau đúng không? Và mình nói chị kiểu lượn sóng một cái đĩa lẩu ấy xong ra bức tranh à. กลม เพื่อ จะ สื่อ ถึง โลก ใบ นี้ Oh my ถ้า god. เรา ใช้ ชีวิต ให้ อยู่ ใน กรอบ ของ ความ พอดี ชิม Kinh khủng luôn. Cái này biểu tượng cho cả một thế giới luôn các bạn ạ. Ở đây này mình cũng thấy mình đây này. Tí này mình đang ở đây này các bạn. Hi, bé tí thôi nhưng mà mình vẫn thấy mình ấy. Đang ở trong cái, chắc đây là mì ha. Ui, thích thích thích. ในครั้งนี้ค่ะ Amazing. มาร่วมโองา my น god, ของแม่ Eve. นะมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอตงัวเพลื่อ่นะเอกชีนี่ก็ขาทั้งที่ไปกับดิ่งนี้ชิThế chứ là không phải Old là đối friend thủ trong come bộ on make team a mà plan kiểu này. Khả mới đai nhá có cần cả nhí. chơi với nhau ấy này. Sửa chữ hay thế đấy, mà. Hay đi xem nào Đúng xem rồi, nào. Cảm ơn cha. Không, khó tôi phải không nắm mà nè khắp. Vậy xin. Chị kia ra thôi. Thế mới thật thai cái này hả? Có cũng là chọn ngàn sự bản ngàn này. Chọn dù thì qua lò phò chạy gặp lại mắc quá. Phụ thuộc vào cái gì thu hút mình. Oh my god. Tức là Eve nó thích ưa đúng không? เอื้อดูสนิทกับเด็กคนนั้นนะโอ้ my god ปกติไม่เคยเห็นเอื้อควงใครออกงานถ้าไม่สำคัญเจ๋งผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะเนี่ย Oh my god นิ่มนิ่มเกกว่า Oh my god ก็วิเศษอะฮะยังไงเอื้อก็ไม่มีทางหนีดีพ้น Oh my Oh my god Oh my god cái chuyện gì mà đối thủ này mạnh đấy các bạn Oh my god tức là nói chung là mình thấy là Eve này nó thích ưa nói chung là khá là điên nói chung là giống như kiểu là chị gì nhỉ chị Linh ở em là chàng trai của ai à nói chung là đấy là giống kiểu chị ấy nó sẽ kiểu bất chấp thủ đoạn uầy công nhận là ưa nó diễn vào mắt rất là tốt nhá rồi đây là cái đoạn anh chị xung đột bây giờ đây này อยากออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เฉยๆครับใช่หลับตาNhắm mắt vào làm gì vậy cậu? Cô định lấy trộm điện thoại à? Khơi khoai hãy phải khao cho chá lại nó với đứa con thích Ôi là bây giờ chân mình mới mới mát biết là ưa nó mới có nó đã 29 tuổi. Oh my god, nó còn ít tuổi hơn cả mình. Thế mà mình ngày tưởng là ưa nó ít tuổi hơn mọ. tức là trong mặt ưa nó cũng già hơn nhưng mình có cảm giác như kiểu là nó trẻ hơn sao เข้าแข่งขันในรายการเชฟพี่เอื้อควรถามผมก่อนโอ้ยองเอ้ยว่าผมอยากทดีได้ดีไปคุยกันเอาหรือไตม่อยิากงทูก่อนสิ่งที่พี่ทําพี่ทําเพื่อตัวเอง do มากกว่า for yourself พี่อยากให้เอกกับแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอ้ยนอยคนไหนสายไว้คิดตัว oh my god nói chung là nó có đấy là tức là nó không hợp lý trong tức là mình biết là ý ưa tốt nhưng mà cái câu đấy nói ra thế là nó tạo cho cả người nghe cảm giác kiểu như là mình ăn bánh mì xong kiểu kiểu rơi ra mấy cái vụ ní các này bạn mình đang gọi bạn ấy vào ăn đi còn chỗ kia kìa nhặt nó đi เอกจะได้ไม่ต้องมาทำงานที่มันเหนื่อยแบบนี้ไงพี่สงสารเอกอ่ะพี่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตมันตัดสินใจอะไรแทนผมแล้วพี่ก็ไม่ต้องมาสงสารผมด้วยพี่ขอโทษพี่ก็แค่หวังดีแค่นั้นเองOh เอmy ก god, ê, trả lời anh cái áo. Nói chung là chắc là sẽ giải quyết chuyện này dễ ha. Chắc là chỉ cần nói chuyện cảm thông với nhau một tí thì vì đây một hiểu lầm nhẹ. พี่ไม่ต้องตามผมมาพี่กลับไปในโลกของพี่เถอะครับ Oh my god, hãy về với thế giới của anh đi. Thế giới mà những người nói tiếng Anh và tiếng Thái lẫn nhá. Thế là tức là xem tăng speed đi, nó làm mình cũng mất cảm xúc nhiều phết. Tại vì những cái đoạn ví dụ như cái đoạn khóc này ấy, thì mình nghĩ là nên để nguyên speed tức là không phải là rủ mà ưa nó tự tự đến để xin lỗi thôi mình nghĩ là mình sẽ về lại speed cũ đây mình nghĩ là tập này có vẻ khá ổn để chúng ta xem
một cách normal. Sao trông nó basic mà nó ngon. สวัสดีครับเขาชาวครับแม่อ่ะพี่ขอข้าวซอยไก่พิเศษทีหนึ่งนะเตรียมครับเอ็มน้ำเล่นบาร์ดิ No I wish for you to be mine เออ ครับ บ้านเลยการไฟฟ้ามาบุญลำหาดล้วนแหละเทียบละล้านเหมือนกันว่าถ้าซับอันมากเลยเนี่ยนี่เชฟเอื้อครับ My ex boyfriend เชฟที่ร้านอิ่มเอื้อไปทำงานหลังเลิกเรียนครับครับบ้านคือ nói chuyện bình thường đi nhá mình làm cái này thôi nó nhanh lắm nó nhanh như một cơn gió các bạn không biết hả ตื่นใจลูกมือหาทางถึงเวกันนั้นเลยนะครับลูกชายแม่เก่งที่สุดเลยเอจะกลับไปขับรถส่งอาหารเหมือนเดิมครับแม่ขอตัวไปอาบน้ำหลังท่าก่อนไม่เป็นไรจริงๆลูกครึ่งแม่ครึ่งพอดูสิเอาช่วงงานเนาะเอกมานอนห้องแม่แล้วลูกเราให้คุณเชฟก็นอนห้องเอกอย่าปฏิเสธแม่เลยนะครับบ้านเฉยผมขอตัวก่อนนะครับพี่เอื้อมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ขอโทษนะเองสำหรับทุกเรื่องเลยมาคุ้มเนี่ยแอ๊กต้องเฮ้ยกว้าเลยเรื่อง What the กี่กวดพี่ยังไม่ปล่อยผมก็ดูขัดแม่ครับไม่กระได้มิ่งเตืองละก็เงยแหวนติ้งนู้นกระโศกก็ทำสิมาคือเดี๋ยวผมจดเทียนให้นะครับก็เหมือนในหนังโรแมนติกไงนอนเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้หรอดูผมก็นอนเป็นเพื่อนแม่ดูไปกอดด้วยนะนี่ต่ำอ่ะถ้าเราต่ำน้ำแรงขัดดินที่เราไม่เกี่ยวปกติเอกอาบน้ำทุกวันเลยหรอครับพี่ขอโทษนะพี่รีบเข้าห้องไปก่อนดีกว่าครับเอกหายกดพี่แล้วใช่ป่ะกูทำสิเดี๋ยวมึงไปแล้วช่วงแบบเราอีโดดไว้ชื่อผมก็อยากลงแข่งเหมือนกันครับผมต้องขออนุญาตแม่ก่อนAwesome โชคดีนะcậu có thể giúp mình vén tóc của ưa lên ôi là giá như là thế thật nhỉ ngày hôm nay hồ mùng chào này sao thế ạ vừa lại gì vậy nghi lễ truyền thống đi tức là đạo Phật à nhưng mà ý là kiểu bây giờ mình mới biết là kiểu ấy kiểu như là nếu mà các bạn ăn dầu quá nhiều ấy thì các bạn sẽ buồn đái rất là nhanh bây giờ mình mới biết được đấy ấy yeah ความทรงจำดีๆในวัยเด็กมันขาดช่วงหายไปอยากขออนุญาตแม่ให้เอกพาผมไปเที่ยวชมเมืองน่านหน่อยครับไอเอกไม่ต้องหนูช่วยแม่ yes ใจทอยว้าวไฟบอกกับแซ่บมาล้วนแล้วครับบ้านOh my god, tức là mình không có vấn đề gì về cái chuyện này cả. Tại vì nhưng mà mình không nghĩ là cái nghi thức ở Thái Lan nó lại kiểu như là nó chi tiết đến mức nó rất là quy tắc luôn. Nhưng mà mình kiểu mẹ tiên con đau bụng quá. Mẹ cứ làm lễ trước sáng nay. Được không? Pháo bồ sột thì bên chật lòng hũ. Tao chào thằng đàn ảnh pháo bồ sột.Theo các bạn là ex có thích ưa không? Nói chung là vẫn chưa biết. Seriously, đây là tôn giáo nha các bạn. Chúng ta không nên bình phẩm về tôn giáo. Chúng ta hãy kia chiêm ngưỡng thôi. Hai người này đang dựa vào vai nhau. Xong rồi đến anh chị lại dựa vào vai. Oh my god, anh chị là ngu loan chất lượng.
Thật đáng sợ. Nhưng mà Ngưu Lan Chất Lữ hình như một năm chỉ được gặp nhau một chỉ được gặp nhau một lần vào ngày không nhớ ngày nào, nhưng mà kiểu nó kiểu thật là kiểu lú bịch. Tại sao chỉ được gặp nhau có một lần? Kiểu như là cậu ơi, mình có voucher đi du lịch Hạ Long trong 3 ngày, cậu sắp xếp đi về. Mẹ con điên, gặp nhau được một ngày mà mày đòi đi 3 ngày. Sao nói chung là mình thấy tập này nhìn hay, nói chung khá nhiều, rất là nhiều tình tiết so với cái phim này nha. Chị là cho anh có thích Nan không? Oh my god. Các bạn ấy càng tương tác thì chúng ta sẽ càng thấy là AX nó cũng cảm thấy, mình cảm thấy nó cũng có thích, nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc chắn lắm, mà mình không muốn kiểu như là bay fly so high to the sky mà kiểu ngã bụp. Nó không nào, đéo chơi cái trò ngu đấy. No no no. Tập sau thì sẽ là, mình nghĩ sẽ là những cái cảnh, nhiều cảnh giống như trong MV, là các anh chị sẽ ăn chị đi chơi với nhau, hang out và have a good time. Amazing. Nói chung là các bé này diễn những cái cảnh mà kiểu romantic, kiểu nhẹ nhàng mà nhìn nhau mà kiểu oh my god, xuất sắc. Thế nên là cái quá. Cùng chờ đợi tập sau nhé các bạn. Ok, cuối cùng thì nếu bạn thích video này hãy like, subscribe cho mình nha. Còn bây giờ thì bye. Thề với các bạn là cái cảnh này nó kiểu oh my god, amazing. Nó làm mình có cái cảm giác kiểu như mình muốn xé cái quyền lịch ăn chay của mình ấy.